Em tên là Nguyễn Minh Vương, năm nay em 31 tuổi. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Hòe, năm nay em 28 tuổi. Ưu điểm của em là vui tính, hài hước, thích chọc mọi người cười, biết quan tâm đến người khác. Giờ em chọc sao mà ở đây ta cười cái râm lên đi coi sao. Không làm gì mà ở đây ta cười lên chứ. Chắc em run quá nên là em cũng chưa nghĩ được, em chưa nghĩ được để tí nữa chị. Vậy mà lá ưu điểm dọc người ta cười. Cái thứ hai là hơi trẻ con, tức là tới tuổi này vẫn còn thích xem Doraemon. Em thích coi phim hoạt hình nhiều hơn. Đúng rồi, anh thích xem phim hoạt hình, ví dụ như là Tom and Jerry, 70 mặt rồng. Để lấy máy chiếu phim hoạt hình cho hai đứa coi nha. Mọi người lý tưởng của em thì em cũng không đòi hỏi nhiều, thì chỉ cần một bạn nữ biết cách cư xử, tức là biết kính trên nhìn nhiều dưới. Là một người đừng có quá nóng tính, cái gì cũng từ từ chứ đừng có sồn sồn lên là em khó, tại vì tính em cũng hơi nóng nữa. Sồn sồn mà... có thời nào em nóng quá em sồn sồn lên không? Có chứ. Có hả? Hả? Bạn nữ có sồn sồn chưa? Em tên là Trần Mỹ Tho, năm nay 27 tuổi. Em tên Trần Quốc Cường, năm nay 27 tuổi. Em sinh ra lớn lên là thành phố Hồ Chí Minh. Em thì cũng biết nấu ăn chút chút. Không sao, bạn mới lên nấu ăn ngon được rồi. Dạ, khuyết điểm của em là em thích ngủ. Được. Ngủ như lúc nào? Dạ, thời gian rảnh là em ngủ, mà về nhà là em ngủ. Mẫu người lý tưởng của em là muốn tìm người như thế nào? Dạ, là mẫu người lý tưởng của em thì giống như anh Quyền Linh bên kia. Ngoại hình, vóc dáng? Cao khoảng 1m7 trở lên. Bụng thì đừng có phệ quá. Em 1m7. Chán thì đừng có hói quá. Nắm tay em thật chặt, giữ tay em thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đời cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin